Theo hãng tin Tân Hoa Xã, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 236 đối tượng tình nghi liên quan tới hoạt động đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2016. Thông báo ngày 3 tháng 7 của Bộ Công an Trung Quốc cho biết, lực lượng chức năng đã tịch thu hơn 28 triệu nhân dân tệ, tương đương 4,2 triệu đô la Mỹ của các đối tượng liên quan tới các website cá độ bóng đá nước ngoài. Ngày 14 tháng 6, cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua internet tại nhiều thành phố, trong đó có Thẩm Dương thuộc tỉnh Liêu Ninh và Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông. Bộ Công an Trung Quốc nêu rõ, hoạt động triệt phá các đường dây cá độ bóng đá xuyên biên giới qua internet được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong bối cảnh các mạng lưới đánh bạc quốc tế đang tăng cường lập chi nhánh tại Trung Quốc cũng như lôi kéo người dân nước này tham gia.